có một hôm mùng một Tết nó quýnh em ập nực lên bên đầu em nữa. Trời. Còn quýnh nắm tóc học đá học mùng một. Trời ơi. Anh như vậy là anh chạy xách dép anh chạy rồi nhá. Chứ không phải là cam chịu như vậy đâu. Mà không liên lạc với mẹ, không liên lạc với hai đứa em để cứu giúp không. Đó, vậy mới chết. Rồi nó có kể một câu này mình mới muốn chết à. Dạ. Con khổ quá, con đã định tự sát rồi. Trời mẹ đất ơi. Ơi. Nhưng mà con nhớ tới, con nghĩ tới mẹ đồ này kia, con sống. Thấy chưa, xém chút mình mất đứa con của mình mà mình không hề biết. Nó quýnh chắc trước khi cưới nữa. Trước khi cưới, trước khi cưới đã quýnh nữa có, hả? Có. Trời có ơi. Nghe. Trước khi cưới mượn tiền cho nó mở cái tiệm mọc là nó đã quýnh trước khi cưới. Em cam chịu còn hơn bà già xưa nữa rồi. Ừ. Có một đợt đó là mở xưởng mọc ra là em kiếm được cái mối hàng đó là của bạn em. Làm tủ, làm ghế này kia đồ. Mà nó chứng nó không làm, mà trong khi đó em đã nhận tiền cọc rồi. Không làm cho người ta thì mất uy tín em là mất tiền nữa. Ừ. Em cũng phải quỳ xuống em xin năn nỉ nó là trời làm ơi. Đi để em giao cho người ta. Trời. Em càng nói bao nhiêu mẹ em là người càng đau lòng bấy nhiêu đấy. Nó chưa kể hết đâu, giờ bắt đầu vậy. Khổ thân. Anh hỏi thật em, những cái cuộc ăn đòn như vậy em có điều gì làm lỗi không? Dạ không ạ. Không. Có sự chứng kiến của mẹ nói và chị nó. Ừ. Rồi lúc đó là khi mà chồng em đánh em là có mẹ chồng ở đấy không? Dạ có. Mẹ chồng có can không? Dạ có. Có can nhưng mà có can được không? Dạ không ạ, người ta già rồi, người ta không can được đâu. Dạ con xin phép chào cô. Dạ. Anh chào em gái. Dạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Cô tên là Tạ Thị Bá Tuyền. Cô là nhà ở đâu cô? Dĩ An, Bình Dương. Dạ. Hôm nay cô về đây là cùng với lại con gái. Con gái ruột. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy cô? Dạ hai vợ chồng nộp đơn ly hôn ngoài tòa án Dĩ An. Dạ. Đã gọi triệu tập 3 lần nhưng rể không lên. Dạ. Nhưng mà đã 2 lần bắt cháu ngoại đi. Bây giờ con cho ngoại cũng lo lắng và con gái cũng lo lắng, sợ là bệnh đau rồi mất sức khỏe em bé không đi học được. Dạ. Nó làm chao đảo, nó mất an vui an lành hạnh phúc của con bé. Dạ. Vậy là hôm nay cô là mẹ ruột của em gái đây. Yeah, yeah. Là về đây với cái tâm nguyện mong muốn là tìm cái thông tin tin tức của con rể. Dạ. Yeah. Đúng không ạ? Đang đúng. Ở đâu đó để mang con gái về. Đúng. Mang là mang cháu ngoại. Dạ. Con xin phép được chuyện trò cùng với là con gái của cô. Dạ. Yeah. À, xin phép chào em gái. Dạ yeah, chào. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Dạ yeah, em tên Cao Thị Quỳnh Kiều, sinh năm 91, em ở Dĩ An, Bình Dương ạ. Ừ. Là hôm nay em về đây cùng với mẹ ruột. Dạ. Yeah. Mong muốn tâm nguyện là tìm chồng. Dạ yeah, tìm chồng và tìm con về. Tìm con. Em có thể chia sẻ cái lý do cụ thể hai vợ chồng em dẫn tới cái chuyện mà phải ly dị? Dạ, hai chồng em sống được 5 năm mà trong thời gian đó thì cũng có gây lộn này kia, chồng em quýnh em nhiều lắm nhưng mà thôi gì cũng nghĩ gì con nên em cũng gán chịu đựng bỏ qua. Nhiều lần cũng ăn nhậu rồi xúc phạm rồi nói chuyện không đúng mà thôi em cũng kệ bỏ qua, cũng nghĩ là sống gì con nên em sống 5 năm. Nhưng mà hôm bữa mùng 7 Tết đó chồng em nó có quýnh em. Trời đất ơi. Có quýnh em sưng mặt luôn. Nói chung là mấy đợt trước thì quýnh em có học máu họng luôn. Rồi hả, nói chung là quýnh nặng lắm nên em cũng bỏ qua. Nhưng lần này quýnh em xong rồi em cũng tính là em không có ly dị đâu. Nhưng mà cái ngày mùng 10 chồng em làm những hành động hả, em cảm thấy không được nữa thì thôi em mới nộp đơn ly dị. Xong rồi em về nhà mẹ em ở. Chồng em kêu là dẫn con em đi theo em luôn. Tại em về trên ở, em ở được 20 ngày. Ăn uống học hành rồi em lo đầy đủ các cái hết. Xong cái chồng em nói là cho lên thăm con thì em nói tình cảm cha con thì vẫn lên bình thường. Em vẫn cho chồng em bắt con đi về thăm rồi bữa hai bữa rồi gỡ lại em cho đi học. Nhưng mà ai ngờ đó là lần đầu tiên chồng em bắt con em đi luôn, bắt được đi 22 ngày. Đi được 22 ngày xong rồi em tự em đi tìm được. Chứ em gọi điện cũng không có cung cấp cho em là con em đang ở đó hay là cái gì. Mà trong khi đó con em nhớ gọi điện nói mẹ ơi dắt con về, con không muốn học trường đó nữa, con nhớ mẹ. Thì em nghe vậy em đứt ruột, em đi tìm thấy thì em đang ở phòng trọ cũ thì em ẩm về. Xong ẩm về xong rồi chồng em có lên nhà em mới nói chuyện đàng hoàng lại là thôi giờ chấp nhận thuận tình ly hôn. Rồi ra ngoài tòa ký đơn. Rồi chu cấp nuôi con một tháng 2 triệu rưỡi. Xong thỏa thuận hết đàng hoàng xong mà em vẫn nuôi con bình thường. Xong em nuôi được thêm 20 ngày nữa. Rồi xong chồng em gọi điện cho bà ngoại nói là mẹ ơi đón con Beo đi, cho con rước con Beo về chơi chủ nhật con trả. Thì là nghe vậy thì cũng rước em bé về trên trường học giao cho chồng em. Rồi chồng em
bắt đi luôn tới bây giờ. Tức là vợ chồng em đã ra tòa chưa? Dạ em đang nộp đơn ly dị rồi mà tòa kêu nó ra nó không có ra. Cũng đang trong quá trình là ly hôn á. Nộp lâu chưa em? Dạ em nộp ngày hôm bữa mùng 10 Tết, em không nhớ ngày trên là ngày mấy hết. Trước kia hai vợ chồng em là tự quen hay là làm mai? Dạ tự quen ạ. Quen được lâu không thì cưới em? Dạ một năm hơn ạ. Hơn một năm? Dạ. Thời điểm đó là mình tìm hiểu kỹ chưa em? Dạ cũng trước khi đó là cũng đã làm bạn rồi cũng này kia rồi xong rồi mới quen nhau ạ. Chồng em họ tên là gì? Dạ Hà Văn Đòn. Quê quán ở đâu? Quê quán ở xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng ha. Dạ. Là trước kia là đi làm chung rồi quen hay như thế nào? Dạ quen qua một người bạn làm chung công ty của em. Cái thời gian mà quen nhau á, chồng em có đánh đập em hoặc là chửi bới em không? Dạ không ạ. Vậy là từ khi cưới về? Dạ từ khi cưới về ạ. Cưới về là mình ở riêng hay là mình ở chung nhà mẹ ruột? Dạ ở riêng ạ. Là ở phòng trọ hay dạ, ở nhà? Dạ ở phòng trọ. Là ở tại Dì An luôn? Dạ. Ồ, chồng em thời điểm đó là làm công việc gì? Dạ làm thợ mộc ạ. Thợ mộc, còn dạ. Em? Còn em là làm công ty trong khu sức ạ. Hai vợ chồng là thời điểm cưới về là có thường xuyên xảy ra cự cãi không? Dạ có ạ. Nói chung là cái gì ổng không được á là ổng cũng dùng dằn mà trong khi đó mấy cái đó là ổng sai hết trơn nên thôi em cũng gán em nhịn. Thường xuyên đánh đập em không? Dạ có ạ. Mỗi lần đánh đập em đánh đau không em? Dạ nhiều, đục vô mặt em không ạ? Trời đất ơi. Bấu em chảy máu. Có hôm bữa là đá vô họng em chảy máu luôn. Cái lúc đó mình có con chưa? Mấy trước khi đó là chưa có, cái đợt gần có con cũng quýnh nữa. Tại sao cái lúc thời điểm mà chưa có con sao mình không chấm dứt đi em? Dạ thôi em nghĩ lấy chồng rồi thôi cũng kệ, cũng gán một, em nghĩ là một thời gian sẽ thay đổi thôi. Em cũng gán em chịu đựng để từ từ em uống nắng ổng lại, với lại em khuyên ổng lại thôi này kia đồ mà ai ngờ ổng không chịu, ổng cứ tiếp tục như vậy hoài. Những lần mà chồng em ra tay với em á là lỗi là của ai? Em có lỗi lầm gì không? Dạ không ạ, em không có lỗi ạ. Lỗi là ổng, mà ba mẹ ổng, anh mẹ ổng với chị ổng vẫn thấy vẫn biết là lỗi của ổng. Người ta cũng khuyên em thôi con gán bỏ qua cho nó đi, lần này nữa đi rồi để mẹ khuyên với chị khuyên nó lại. Thì em cũng nghe lời người lớn, người ta nói vậy thì em cũng cam chịu. Dạ em chịu ạ. Vậy là rất nhiều lần rồi. Khi cưới dạ. Về là xảy ra mâu thuẫn vợ chồng dạ. Và rất nhiều lần chồng em ra tay với em dạ. Nhưng bản thân em là vì thương chồng dạ. Nên em cam chịu dạ. Nhưng mà đúng ra cái thời điểm đó em nên dừng lại em ạ dạ. Chưa có con mà dạ. Mình dừng lại. Bởi vì một người như vậy mà mình tại sao mình phải cam chịu để mình sống dạ. 4 ngày cưới là đã đánh rồi. 4 ngày đã đánh rồi. Mẹ đem về mà vẫn đi xuống lại. Trời đất ơi. Mẹ đem về rồi. Em thương chồng em ở cái điểm gì mà em thương dữ à? Nói chung là có nhiều chuyện lắm. Nói chung là đã thương rồi, đã cưới rồi thì như lại một số nợ nần nữa thì thôi hai chồng gắn ở lại mình nhẹ nhàng với nhau để. Vậy là 4 ngày về đã ra tay rồi ấy hả? Dạ. Trời đất ơi. Anh hỏi thật em này, em thương chồng đẻ đầy tháng đánh luôn. Ô trời ơi. Ngày đầy tháng. Vậy lúc mà em có bầu á, ổng cũng quýnh em nữa. Nên em không chịu nổi, em tự em dọn phòng đi. Em đó, ở riêng. Tự động dọn. Trời đất ơi. Ổng kiếm được em, ổng nói là nếu mà bây giờ không muốn dính giáp tới ổng thì bỏ đứa bé này đi. Ổng dắt em đi xuống Từ Dũ bỏ, nhưng mà xuống dưới thì người ta nói con lớn quá rồi không bỏ được. Thì không có làm, không có phá được nên với ổng cũng năn nỉ em nữa thôi. Thì giờ em cũng ghé những gì cũng có bầu rồi thôi, em cũng ghé em chịu đựng. Em về em ở lại. Xong rồi đẻ ra xong rồi họ cũng quýnh em nữa. Nói chung là 5 tháng rồi, em bé được 5 tháng rồi cũng quýnh em nữa. Cái thời điểm đó là cô có khuyên con gái mình dừng lại không? Cái ngày mà 4 ngày á, đám cưới xong nó đánh. Nửa đêm kêu mẹ cầu cứu, mẹ đem xe xuống. Không chửi rễ, không nói một câu nào. Khi nghe cục diện đã biết thằng này là như thế nào rồi. Xăm tay từ đây tới đây ở trần, bằng có cái quần dài thôi, xăm hai bên đây, mình nhìn con người là mình đã biết ha. Không chào mẹ vợ. Trời mới cứ 4 ngày không chào mẹ vợ. Khi mẹ vợ bước đến mình cũng không, để im thử coi tụi nó nói gì. Khi nói ra một đống nợ trong công ty là mượn trước khi cưới, rồi mượn tiền gì nữa không biết, cỡ 200, hơn 200 triệu đó. Thì mình khi mà nhìn nghe hai đứa kể ra kể lại một số nợ nóng nữa, mình đã nắm bắt cục diện. Mình nói với con một câu, không kề nói động tới rể một con nào. Con ơi, lên xe mẹ chở về, mẹ sẽ nuôi con như ngày nào. Dạ. Lúc mà đi theo chồng là vàng vòng nè, ở nhà mình á vàng vòng, xe lắc mới mua luôn. Dạ. Tài sản có, của cải có, mà khi cưới xong 4 ngày mình bước xuống không còn một gì trên người đó, thì bây giờ sao? Mình không còn đường nói. Mình nói con ơi, con mượn FE ở trong công ty
Thì bây giờ con là người đứng trả nợ, con phải là người đi làm trả nợ, con phải về nhà mẹ nuôi để con đi làm con người trả nợ. Còn con ở đây nó đánh con què quặt, làm sao con đi làm để trả nợ người ta? Tại vì con là người đứng tên mượn nợ, con mình nó dạy như vậy. Vậy là tức là khi mà nhận ra được cái sự việc là con rể không tốt, vũ phu với lại con gái của mình, tóm lại mình đưa con về. Dạ. 2 ngày trước kia khi mà con gái nhà mình quen con rể thì gia đình nhà mình không quan tâm, là mình không có biết đúng không? Đúng rồi, tại vì con mình lớn rồi để tự lựa chọn. Mình đây chỉ biết con ok người đó là mẹ chấp nhận làm đám cưới cho con có hạnh phúc, mẹ không nói gì, tức là tôn trọng con. Đúng rồi, tôn trọng quyền quyết định của con, quyết định sao mình chịu vậy. Sướng thì con hưởng, khổ thì con chịu. Đúng rồi. Nhưng mà tới giờ phút này là khổ toàn tập rồi, toàn tập. Bây giờ mẹ ra tay cứu hết rồi. Con sau này nè, mới về hôm Tết giờ mùng 10 tới bây giờ là tâm sự, kể như nãy giờ nói rồi. Nó có kể một câu này mình mới muốn chết à. Dạ. Con khổ quá, con đã định tự sát rồi. Trời mẹ đất ơi. Ơi, nhưng mà con nhớ tới, con nghĩ tới mẹ đồ này kia, con sống thấy chưa, xém chút mình mất đứa con của mình mà mình không hề biết. Cô là được mấy đứa con đây? 4 đứa. Em này là con thứ mấy? Con thứ nhất. Chị hai, chị cả đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đầu á là giấu mình đi mượn tiền trong công ty nghe lời chồng, không cho mình biết, mẹ giận khi đổ nợ ra mẹ cứu nữa. Dạ. Nhưng con lại chạy về với cái thằng đó thì mẹ bó tay buông tay. Dạ. Luôn, cho nên mấy năm nó không dám về nói với mẹ, nó phạm tội rồi nó không về dám nói với mẹ, nên là mẹ không biết được. Cuối cùng bây giờ á là 5 năm nó rất là nhiều đau khổ, bây giờ mình dạ. không buông tay phải giúp con mình. Khổ thân thật sự, khổ thân đó. Em gái cho anh hỏi này. Dạ. Em yêu thương chồng em ở cái điểm gì mà em thương đến mức độ như vậy? Nói chung là cũng cần cù, cũng lo làm với lại hả cơm nước, với lại nói chung là cũng có tố chất, là cũng là một người chồng. Nhưng mà lúc mới quen thì em thấy như vậy, lúc về ở chung thì chỉ là lời ăn tiếng nói là không đâu vô đâu, là muốn làm chủ quyền mình. Biết thí dụ mà cái đó là màu, em nói màu hồng, cái đó là màu hồng thiệt, nhưng mà nó sửa lại là màu vàng là em cũng phải chấp nhận màu vàng. Còn không là nó gây lộn, nó kiếm chuyện đủ thứ, nói chung là nó dần dật người dạ, tư người tư cách trong nhà. Nó thí dụ mà nó bật lên một cái gì đó là nó cầm cái chén là nó để xuống, là cũng mạnh tay, nói chung là nhiều cái áp lực trong gia đình lắm. Gọi là dằn mâm sắn chén. Dạ. Đó đúng không? Dạ. Đúng ra bản thân anh, nếu anh là em á, 4 ngày đầu mà về mà mới cưới 4 ngày đầu á mà bị đập như vậy là anh về luôn đó, xong luôn. Lúc đó mình đăng ký kết hôn chưa? Chưa. Mà tại sao em phải cam chịu? Với lại cũng có một số nợ nữa, hồi giờ gán bám nhau mà trả nợ, chứ một mình em thì nó cũng khó khăn lắm. Thời điểm đó em nợ về vấn đề gì? Tại sao em lại có số nợ đó? Em mượn nợ để em mở cái xưởng mộc cho nó làm ạ. Thì cũng vì chồng em. Dạ. Chung quy là cũng vì chồng em. Dạ. Đúng không? Mà cuối cùng bây giờ là em lại là một cái người thiệt thòi nhất, chịu đựng nhiều cái đau thương nhất. Dạ. Vậy là sinh sống với nhau là được bao lâu thì mình bắt đầu có em bé? Dạ tầm một năm 8 tháng 9 tháng nhở. Một năm đó em chịu những cái trận đòn mấy chục lần? Dạ cũng nhiều lắm ạ. Trời đất ơi, nó quýnh chắc trước khi cưới nữa. Trước khi cưới đã quýnh nữa có, hả? Có trời ơi. Trước khi cưới mượn tiền cho nó mở cái tiệm mộc là nó đã quýnh trước khi cưới. Em cam chịu còn hơn bà già xưa nữa rồi. Có một đợt á là mở xưởng mộc ra là em kiếm được cái mối hàng đó là của bạn em làm tủ làm ghế này kia đồ, mà nó chứng nó không làm, mà trong khi đó em đã nhận tiền cọc rồi, nó không làm cho người ta thì mất uy tín em, là mất tiền nữa. Em cũng phải quỳ xuống em xin năn nỉ nó là làm đi để em giao cho người ta. Trời. Em càng nói bao nhiêu mẹ em là người càng đau lòng bấy nhiêu đấy. Nó chưa kể hết đâu, giờ bắt đầu kể. Khổ thân. Anh hỏi thật em, những cái cuộc ăn đòn như vậy em có điều gì làm lỗi không? Dạ không ạ. Không. Có sự chứng kiến của mẹ nói và chị nó. Ừ. Rồi lúc đó là khi mà chồng em đánh em là có mẹ chồng ở đấy không? Dạ có. Mẹ chồng có can không? Dạ có. Có can nhưng mà có can được không? Dạ không ạ. Người ta già người ta không can được đâu. Cũng can nhưng mà nhiều khi nó cũng va chạm, mà cũng đau chỗ này đau chỗ kia nữa. Em nhìn nhận về chồng em là người như thế nào đây? Là về vấn đề gì anh?
chồng em có phải dân anh chị không? Dạ không ạ. Giang hồ không? Dạ không, nó chỉ là tôi tới cái tôi của nó lớn quá, nó muốn là ý là cái ý của nó, những suy nghĩ của nó nói ra cái gì là mình mới làm theo cái nó. Cái nó không phải là gia trưởng nữa. Cái đó là cái tính khùng của nó ý theo ý chủ quyền của nó. Bá chủ. Vậy là với vợ thôi. Dạ. Chứ ra đường thì không dám hò hè đúng không? Dạ đúng ạ. Ra đường mà kiểu đó là ăn đòn đấy. Dạ. Nhá. Và đặc biệt rằng những người dân anh chị, những người dân xã hội, những người mà giờ người ta theo là phải lên đúng rồi. Đúng rồi, những người mà đúng chất về dân anh chị giang hồ á là người ta sống có tình có nghĩa lắm. Người ta đối xử dù bên ngoài như thế nào nhưng riêng về vợ con người ta không bao giờ người ta đối xử như vậy. Dạ. Đó, sống có nét lắm. Đúng rồi. Chứ không phải như chồng em đâu. Chồng em có thể tốt với xã hội nhưng về lại ngược đãi với lại vợ. Đó là cái điều đáng buồn. Thật sự rất tiếc. Đến giờ phút này mà em chia sẻ thì anh ngồi đây anh vẫn tiếc thay cho em ấy. Tại sao mà mình phải hy sinh cả cái tuổi thanh xuân, cả cái cuộc đời tuổi trẻ như vậy? Hả? À, em thấy bây giờ em hối hận không? Dạ có. Hối hận chưa? Dạ có. Muộn chưa? Dạ cũng chưa muộn ạ. Chưa muộn đúng không? Nghĩ sao em bắt lấy con em được vậy là em cảm thấy vui trong lòng. Em tự em cố gắng em lo em làm nuôi con em. Em có cái điều nào qua cái sự việc của em chia sẻ cho tất cả các bạn trẻ khác đồng trang lứa tuổi như em không? Khi mà cuộc sống hôn nhân gia đình và tương tự như em. Nếu mà tương tự như em á, có gì hãy suy nghĩ sớm, rút ra sớm chứ đừng cứ để kéo dài như em rồi có con rồi mình sống vì con thì mình khổ vì mình. Giữa hai bên đó mình không thể lựa chọn được cái gì hết. Một là mình hy sinh bản thân mình, hai là mình hy sinh con mình không lựa chọn được cái đó nên mình cái mức độ nào nó vừa phải mình để mình chọn lựa chứ đừng để mà chọn giữa hai bên nó khó chọn lắm. Thật sự mà chỉ có em thôi, anh nói thật luôn đó, không phải anh chê trách gì em đâu, nhưng mà chỉ có em biết cam chịu như vậy thôi. Không có người phụ nữ mà người ta cam chịu như vậy đâu. Dạ. Yêu mà đã bị ăn đòn rồi, cưới 4 ngày bị ăn đòn rồi. Có một đầy tháng có một, ăn đòn. Có một đầy tháng ăn đòn nữa. Có một hôm mùng 1 Tết nó quýnh em ập nực lên bên đầu em nữa. Còn quýnh nắm tóc học đá học mỗi một. Trời ơi. Anh như vậy là anh chạy xách dép anh chạy rồi nhá. Chứ không phải là cam chịu như vậy đâu. Mà không liên lạc với mẹ, không liên lạc với hai đứa em để cứu giúp, không. Đó, vậy mới chết. Khổ vậy trời, anh không tin mà. Không biết là con có phải sợ cái thằng đó hay không mà con không dám nói. Mình có vấn đề gì không? Dạ không, không có sợ gì hết. Hay mình có cái vấn đề gì không? Lỡ chọn thì em đối đầu luôn chứ em không có vấn đề gì hết. Ý nó mạnh cỡ đó. Thật sự rất buồn. Và tới giờ phút này là chồng em cụ thể là mang con em đi được lâu chưa? Dạ từ hôm bữa 30 tháng 3 tới bây giờ. 30 tây? Dạ. Vậy là hơn 1 tháng rồi. Dạ. Bắt đợt trước 22 ngày nữa. Hai đợt. Và cái tâm nguyện của em bây giờ là mong muốn chồng em về, mang con về, dạ, ra tòa ly hôn đàng hoàng đi. Về đừng có hù hận hay là kiếm cách gì để em quay về được nữa. Cái đó là em không quay về nữa. Nhưng mà con là con của Chung. Bây giờ về lo làm ăn, đừng có trốn như vậy nữa. Trốn như vậy nó cũng không có tiền, đâu có nuôi con em được nữa đâu. Cha con cũng vất dưỡng, em đâu có làm khó gì đâu. Chỉ cần bây giờ em mong muốn là về ra tòa làm đơn hẳn hồi. Chứ nó để nó đi trốn như vậy thì nó mất quyền lợi ở trên tòa, nó mất quyền lợi nuôi con hay là hâm con gì đó. Bé là được nhiêu tuổi rồi em? Dạ 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi. Vậy em chỉ mong muốn là đi về lại là đơn từ xong xuôi, con cái em nuôi rồi em vẫn cho qua lại cha con bình thường chứ em đâu có ngăn cản đâu mà phải đi làm cái mức độ như vậy. Mà trong khi đó con còn nhỏ, con đang hoảng sợ tinh thần là gặp cha nó, tại vì nó chứng kiến là ba nó quýnh em nhiều lần á. Trời nó ơi. Sợ nó hoảng hốt. Nó hoảng hốt lắm. Chồng em có nhậu không? Dạ có. Có say xỉn không? Cũng có nhưng mà ít không. Có đến... chơi bời đá gà đá vịt gì không? Dạ không ạ. Chỉ có nhậu nhẹt thôi đúng không? Dạ. Mấy lần nhậu nhẹt về là lại hành hung vợ. Dạ cũng có đôi kiếm khi... chuyện đúng không? Dạ kiếm chuyện ạ. Gọi là vợ chồng em tính ra thời điểm cưới nhau tới giờ là cơm không ngon canh không ngọt rồi. Dạ. Hạnh phúc được bao nhiêu đâu, có lúc nào hạnh phúc không em? Dạ cũng ít, cũng nói chứ không có là mình không phải, nhưng cũng có nhưng mà ít. Hạnh phúc thì ít mà đau thương thì nhiều. Dạ. Trời ơi, anh không tin rằng luôn cái thời đại này mà em lại có người phụ nữ mà cam chịu như em luôn. Đúng ra là chồng em là người có phước đấy, lấy được em là chồng em là người có phước đấy. Một người vợ như vậy là có phước đấy nhá. Chứ còn bây giờ mà những cặp vợ chồng khác chỉ cần là táng nó bạt tai thôi, xin lỗi là nó chịu không nổi, là nó cuốn gói nó đi luôn rồi. Chứ đừng có nói chuyện mà hành hạ như cơm bữa như vậy. Em hãy nói một điều gì đó với chồng em trên video này đi. Nếu đã hai đứa không sống được với nhau thì thôi chia tay trong im đẹp.
để mà mai mốt về sau còn nhìn mặt nhau gì con Beo nữa, phải lo lắng phụ hai bên nữa chứ đừng có mà suy nghĩ nông cạn như vậy rồi bắt con Beo đi rồi ngăn cản em không gặp, đó là cũng anh sai chứ không có đúng. Rồi lúc đó mọi chuyện hù hận trong lòng nó sẽ xảy ra dài dài, rồi lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thì thôi, mỗi người bây giờ về để lo tương lai cho hai bên, rồi lo tương lai cho con cái ăn học về sau nữa, rồi lo gia đình nữa. Chứ đừng nghĩ đi như vậy là không tìm được, hay là cứ suy nghĩ chủ quyền là con của mình, là phải là con của mình, đừng có nghĩ như vậy nữa. Dù gì mẹ anh bên anh cũng già hết rồi, về mà lo cho mẹ nữa. Cô hãy nói một điều gì đó với con rể của cô đi. Quyền ơi, mẹ mong muốn á, con nghe lời mẹ thêm một lần nữa. Đem con Beo về, mẹ phụ giúp cho tụi con. Mẹ thấy tụi con quá khổ rồi, mà đi vất vơ vất vưởng như vậy, cháu ngoại của mẹ không biết là tương lai nó ra làm sao. Học hành rồi sức khỏe, tuổi thơ của nó không có được bình an, không nói được một cái gì hết. Cho nên con suy nghĩ kỹ đi, bản thân con dẫn nó đi, bản thân con cũng rất khổ, vất vả một mình người đàn ông làm sao nuôi đứa bé. Khi con đi làm về cực khổ, rồi con phải chăm sóc đứa con. Mẹ đã nói con một lần rồi, bây giờ lên video này, mẹ nói con một lần nữa, con hãy bình tĩnh suy nghĩ lại và đem con về. Mẹ phụ được gì thì mẹ sẽ phụ, mẹ sẽ giúp cho hai con. Chứ không có là đừng có để mà đứt gánh như vậy á, thì con Beo nó rất là khổ, nó không nhìn được mẹ nó rất là đau khổ, nó nhớ mẹ nó. Rồi mẹ ở đây mẹ cũng rất là thương nhớ con Beo. Con phải hiểu chỗ đó, con về Bình Dương con làm. Nếu mà có gì cần giúp đỡ con nói, dù ly dị mẹ cũng có thể giúp được con. Mẹ nói như vậy con, nếu mà con hiểu được thì con sẽ hiểu ha. Mẹ cũng, dù tụi con chia tay, mẹ cũng không bỏ con rể. Nếu mà con rể sống đàng hoàng, biết nuôi cháu ngoại tử tế, công việc thiếu thốn, vật chất có thể nói, mẹ giúp đỡ để con nuôi cháu ngoại nha. Đừng làm như vậy, nó ra không có giống con người lớn nha. Mình phải làm cho đúng chất. Mình là người lớn, mình phải tạo điều kiện cho con của mình sống an vui hạnh phúc. Có đi học đi hành, bây giờ con đi như vậy, nó học như thế nào? Nay mai nó bệnh đau, con lo được không? Mẹ chỉ lo điều là con bắt nó đi hoài, nó hoảng loạn, là tinh thần nó không có, đâm ra là trí não của nó không bình thường nữa nha. Mẹ rất là sợ vấn đề đó. Nó là một đứa trẻ khôn ngoan lanh lợi, hoàn toàn đúng sự thật, khôn ngoan lanh lợi, không một kém khuyết gì về đứa trẻ. Nhưng con dẫn đi như thế này, mẹ nghĩ chắc chắn là nó sẽ bị tổn thương về tinh thần, tổn thương về tất cả mọi vật chất, về thương nhớ và tất cả. Con hãy nghĩ lại cho kỹ, mang con Beo về đây, không cần xin lỗi mẹ, chỉ cần hai đứa con dù ly dị qua lại Beo sống bình yên là mẹ phải phụ giúp sửa sùng và chăm sóc nó. Thật sự mà nói, đây là một câu chuyện rất buồn, thật sự rất buồn và rất đặc biệt. Vợ chồng thôi nhau, mọi người sẽ có một hạnh phúc mới, nhưng đứa trẻ nó vô tội, và tội nhất vẫn là đứa trẻ, bởi vì bé nhà mình còn quá nhỏ, đúng không ạ? Mà bây giờ cái tình trạng mà lại một người chồng mà lại đem con đi để chia cách cái tình mẫu tử, đó là cái điều mà thật sự rất buồn. Rất mong rằng là chồng của em suy nghĩ lại, đang ở đâu đó thì sớm ẩm con về. Mình cứ ra tòa, tòa quyết định bên nào nuôi con thì bên đó nuôi. Mình phải tuân thủ luật pháp. Bởi vì mình đã từng đi ra phường để mình làm cái tờ giấy đăng ký kết hôn, có luật pháp mà. Thì bây giờ mình kết thúc, vợ chồng không duyên không nợ, không sống được với nhau, thì mình kết thúc, thì mình phải ra tòa để mình ly dị rõ ràng, để đường ai nấy đi. Đặc biệt là ly dị là không hận thù, đúng rồi. Đi ngoài đường thấy nhau thì vẫn chào nhau. Và đặc biệt là bên mẹ hay bên ba nuôi con thì cũng phải cho cái quyền mà để mà thăm non con, cũng như là phụ cấp cho con, đặc biệt tới 18 tuổi. Nội ngoại đàng hoàng chứ. Dạ đúng rồi. Nên mà hy vọng rằng là chồng của em đang ở đâu đó xem được video này, sớm quay trở về để mà giải quyết cái việc vợ chồng một cách là êm đẹp nhất.
Đừng vì một cái chuyện không đáng hoặc là cái chuyện của người lớn mà làm tổn thương tới đứa bé. Sau này bé lớn lên, bé sẽ rất buồn. Bây giờ có thể là bé chưa biết, nhưng mà sau này thì bé sẽ buồn lắm. Đó là cái điều thật sự rất đáng tiếc. Và anh hy vọng rằng là em nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Không phải là anh xúi giục em, nhưng mà cái hôn nhân của em thật sự tới giờ phút này là quá tồi tệ. Thua rồi em ạ. Thua toàn tập, thua từ cái tập yêu nhau cơ. Tập yêu nhau đã thua rồi, mà đến cái tập cưới nhau lại càng thua hơn. Cái tập có con lại càng đau đớn hơn. Cái hạnh phúc của em, anh nói thật là cái đường đi của em sao mà nó vực thẳm không à. Nhá. Trước kia có một cái trường hợp, một chị ở An Giang về chia sẻ cái câu chuyện một người chồng bạo hành, mà đến mức độ mà chị cam chịu. Khi mà chị chịu không nổi thì chị đành ra đi. Chị chịu hết nổi rồi, tức nước vỡ bờ em ạ. Nên mà anh mong rằng mà khi cái cuộc tình này kết thúc, mà sau này em còn trẻ mà chắc chắn là em phải có cái hạnh phúc mới rồi, thì anh mong rằng em phải có một sự chín chắn cũng như là tìm hiểu kỹ càng nhá. Mình là con gái, mình phải tìm hiểu kỹ và mình xem cái người đàn ông có thật sự thương mình hay không, có chăm lo được cho mình hay không nhá. Và anh mong rằng em phải cố gắng để vượt qua cái nỗi đau này. Bình tĩnh nhá. Anh hy vọng một ngày gần nhất thì chồng em sẽ suy nghĩ lại để mà mang con về, hai vợ chồng cùng nhau ra tòa để mà quyết định. Giải quyết em đẹp không hận thù. Bởi vì đời người nó ngắn ngủi lắm. Mình sống là mình yêu phải yêu thương nhau đi, hận thù để chi. Đúng không? Trần gian người ta nói thường thường là trần gian là cõi tạm mà. Mình còn sống được ngày nào thì mình hãy dành cái tốt đẹp cho nhau, mình yêu thương nhau. Tại sao mình phải hận thù, mình phải đối xử với nhau đối xử với nhau những cái điều tệ bạc như vậy chi, làm đau lòng nhau. Mà đặc biệt con nhỏ nó đâu có tội đâu, đứa bé nó vô tội mà. Đứa bé nhà mình 3 tuổi rưỡi là đang cần được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà tiếc rằng cái hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng em không được như thế thì bây giờ biết sao đây. Thôi cố gắng nha em nha. Anh thì anh cũng không biết nói gì đâu, thì cũng mong rằng là chồng em sớm quay trở về thôi. Em còn điều nào chia sẻ nữa không? Dạ không ạ. Không à, cố gắng nha. Anh rất nể em đấy, thật sự anh rất nể em, nhưng mà anh cũng trách em. Anh trách em ở đây là em không bỏ sớm. Thật sự luôn, cam chịu quá. Cam chịu đến mức độ đó thì em còn hơn bà già xưa rồi. Những người như lứa tuổi của cô thời xưa có thể cam chịu được, nhưng mà hiện đại được cô ạ. Không có chồng này có chồng khác. Không có hạnh phúc này có hạnh phúc khác. Trang giấy này khép lại sẽ có trang giấy khác mở ra. Sai thì có quyền sửa. Đúng rồi. Mà tại sao mình phải cam chịu? Mình ngắm mình sống như vậy được cả đời không em? Chọn sai là sửa lại. Vậy thôi. Đau đớn từ tinh thần tới thể xác mà vẫn chịu được thì thua rồi. Anh không biết chồng em hổ báo như cỡ nào nha. Nhưng mà với vợ con rồi còn ra bên ngoài mà hổ báo vậy thì một nốt nhạc nha. Nên mà suy nghĩ lại đi nha. Nên mà mong rằng những cái hạnh phúc mới, những cái tương lai mới, những ngày tháng mới, yêu thương ai thì phải tìm hiểu thật kỹ. Nhưng em sợ chưa? Dạ sợ. Tởm luôn đúng không? Bây giờ là em đang ở riêng hay là về nhà mẹ rồi? Dạ em về nhà mẹ em ở. Về với mẹ đi, có gì thì chia sẻ. Cái thời đó là em đâu chia sẻ với mẹ với những đứa em trong nhà đó đúng không? Không. Nhà mình anh em đông không? Dạ, 3 người nữa. Ý là dòng họ á? Dạ dòng họ thì cũng ít qua lại lắm. Ít hả? Dạ. Có em trai không? Dạ có, em trai mới 12 tuổi. Nhưng mà có gì thì có, mình phải chia sẻ với mẹ, với người thân, để người thân, những người người ta lớn, người ta từng trải rồi, người ta từng va vấp rồi, để người ta đưa cho mình một cái lời khuyên, cái lựa chọn đúng đắn nha. Thôi đừng khóc nữa. Thôi cố gắng đi. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện hôn nhân vợ chồng thật sự rất là đau buồn. Đặc biệt là cái tình trạng của em gái này. Không ai tưởng tượng nổi là em gái này phải chịu những cái ngày tháng mà sống như thế. Thì đó là cái điều rất buồn, rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì em trai này sẽ xem được thông tin để mà sớm quay trở về, để đoàn tụ cùng, không phải là đoàn tụ nữa, đoàn tụ thì cũng không phải, để mà mang con về, để mà giải quyết cái việc ly dị, ra tòa ly dị, rồi đường ai nấy đi, để cho con trẻ nó có một cái cuộc sống bình yên. Đó, quan trọng đứa bé thôi. Dạ rồi, thì hôm nay cô cũng như là con gái của cô về nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con rể, cũng như là đặc biệt là tìm cháu ngoại, cũng như là em gái là tìm con của mình. Thì hôm nay là cái sự việc của cô cũng như em gái chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng sự thật 100%. Nếu sai? Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật ạ. Anh tin em chia sẻ là đúng đấy. Nhưng mà anh vẫn phải hỏi em nhá. Thì hôm nay là cả cô cũng như em gái có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ câu chuyện thông tin gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ có ạ.
Cuối video này thì anh chúc cho em, đặc biệt là em đi, con thì chúc cô thật nhiều sức khỏe. Còn riêng chúc cho em gái này là cố gắng vượt qua những cái nỗi đau, những cái đau thương mất mát. Và đặc biệt phải có tinh thần thép em ạ. Phải có sự lựa chọn đúng đắn nhá. Và mong rằng hai mẹ con sớm được gặp nhau. Anh biết rằng là em thương con nhiều lắm. Em nhớ con em nhiều lắm. Cố gắng nha em nhá, đừng khóc nữa nhá. Rồi xin phép chào cô cũng như chào em gái. Em chào tất cả cô chú trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.